Khi đụng thì tôi chạm, còn Kim Chi nói gì, tôi đụng chỗ kiến lửa thì... Mà làm gì vậy? Tôi đang khoanh vùng để cho tôi nhốt kiến vô cái một cái chỗ đó cho nó khỏi đi tùm lum nè, đi tùm lum cắn kiến lửa cắn, không biết kiến lửa cắn gì nữa. Ừ. Trời ơi thôi ngu thôi. Khoanh vùng hả? Ghẻ luôn. Khoanh vùng nhiễu nhiễu mình khoanh vùng nó lại bắt đầu tôi dồn nó vô cái ổ, bắt đầu cái tôi mua dầu hôi gì tôi rải cho nó đi đâu nó đi. Mệt quá rồi. Kiến đầy nhà. Trời ơi. Ra xong ra thì đâu. Tập ha mua cái chai xịt thuốc kín màu đỏ đỏ đó, xịt một cái là nó bay hết có gì đâu ta. Tại sao phải sợ? Xịt nó chết chứ không phải không chết. Thì xịt nó chết à. Cái gì phải là màu chứ nó cực. Ai mày ra khỏi nổ kiến tao đập bỏ mày luôn. Đâu rồi? Làm ba cái trò thì anh định làm ba cái trò một, mà làm ba cái trò mèo ấy mệt quá. Một đống cái gì? Dùm mô con voi mà văng thì bực bơm nó nhiều con nó đá. Ừ anh xịt cái là nó chết là cần gì đâu phải anh ngồi bên làm. Nhưng mà cái... hai ba bữa sau nó lại có nữa. Tôi gọi là tôi khoanh vùng nó đúng không? Người ta làm ra cái hóa chất ra nó còn không hết nổi nữa. Ở đó mà anh nhỏ đèn cày biết chừng nào nó mới hết. Tôi đang làm cái mẹo để tôi đuổi nó. Mà thằng nào chỉ anh cái mẹo nào mà ngu vậy? Ây mày ra khỏi nổ kiến tao đập bỏ mày luôn. Có người chỉ tôi mới làm chứ không tôi không phải tôi làm. Đâu đi đi qua đây em gọi đi dẫn em qua hàng đó em cãi lý nó kìa. Chỉ cái gì mà chỉ nhỏ đèn cày. Anh làm giống như cái trò nít ngày xưa mà quấn bột ni lông nhỏ tành 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 á. Cho loài côn trùng, vậy là chính cô ấy đã kết luận tất cả giới thuyết là côn trùng hết. Vậy làm thế nào để diệt kiến thật nhanh gọn mà không cần dùng đến những loại hóa chất thuốc diệt côn trùng độc hại? Hãy tham khảo và áp dụng thử ngay 15 cách đuổi kiến vô cùng đơn giản, sử dụng những nguyên liệu tự nhiên, tiết kiệm mà không gây độc hại dưới đây, đảm bảo lũ kiến sẽ nhanh chóng biến mất khỏi nhà bạn không chút dấu vết. Thứ nhất, cách đuổi kiến ra khỏi lọ đường. Khi phát hiện có kiến chui vào lọ đường, bạn nên lấy vài que đũa cắm sâu xuống tận đáy bình để dụ kiến. Đợi lúc kiến bám đầy lên đó, thì bạn nhấc đũa ra rồi dụ sạch kiến. Làm như vậy cho đến khi kiến bỏ ra hết. Quay lại hỏi cổ coi, cổ nói ai? Kiến lửa, bò lại cắn tôi đi, tôi sợ. Rác là nơi kiến rất thích trú ngụ, vì có nhiều đồ ăn có thể khai thác được. Hãy đổ rác thường xuyên để phòng chống kiến hiệu quả. Những kẽ nứt trong nhà chính là điều kiện thuận lợi để kiến làm tổ. Vì vậy, hãy lấp chúng để kiến không có cơ hội tiếp cận nhà bạn. Chỉ với các mẹo nhỏ đuổi kiến đơn giản như trên, nhưng bạn sẽ thấy ngay hiệu quả tức thì. Không còn bóng dáng con kiến đáng ghét nào dám vét vàng tới ngôi nhà, tủ bếp hay những món ăn của gia đình bạn nữa. Tôi là cái người, Yên ơi, chú là cái người viết cái quyển binh pháp tôn tử nè con. Nha. Chú nói nè, xin thưa quý vị, tôi là tác giả viết cái quyển này về 36 cái của binh pháp tôn tử. Tôi cái này tôi nói thật sự, con dùng Võ Hoàng Yên rất là khôn ngoan, dùng một cái kế gọi là liên hoàn kế. Ông là thiên tài ở đây mà tôi quên đi chứ. Mà tôi nói nghe em nghe. Sao? Ông là thiên tài ở đây mà tôi quên đi chứ. Mà tôi nói nghe em nghe. Sao? Mà hình như là người ta tin tưởng ông á. Với lại người ta hâm mộ cái gì tôi không biết. Ừ. Đúng cái khung 7 giờ. Ừ. Là tôi nói tất cả mọi người, ví dụ như là nhiều người qua nhà tôi chơi luôn. Ừ. Là cứ canh 7 giờ bắt đầu ra đang nói chuyện thì mẹ nói chuyện mẹ đi. Mở điện thoại lên. Hỏi làm gì vậy? Canh coi video của ông. Ôi có không á? Cái gì tôi đó? Luôn, không có giỡn nha. Đúng 7 giờ. Thế anh nói vậy em mừng quá thôi, em chỉ anh luôn, không cần ấy luôn ha. Chỉ cho tôi cái này đi. Vậy nha, vậy thôi, thấy cả gia đình không mình đẹp trai, đẹp trai lắm. Cả gia đình tin tưởng em thì em sẽ không làm một thất vọng. Anh có dư chuột không? Trời ơi, mới đặt dép lên nó buôn dép ông thần ơi. Ông nội, đây dư. Tại sao phải sợ? Dư chuột nó hiếm bán lắm. Bây giờ nó bán dư leo không ạ? À? Dư bự không ạ? À? Lên tí mình lấy cái công này mình làm cho nó hoành tráng. Công xuống hay công lên? Công lên, ai lại công xuống? Công phải công lên, ai lại công xuống? Có cái công xuống mà. Công xuống là cái thứ gì em không biết. Bỏ đi. Bây giờ nha, em sẽ chỉ anh cách mẹo đuổi. Hơi nhỏ. Ừ. Cái hơi nhỏ. Cũng được, không sao. Nhỏ nhưng mà nó chất lượng là được rồi. Không, tôi thấy cái được rồi. Được rồi, anh đừng có lún sâu vô câu chuyện tới câu chuyện luôn á. Thì tôi nói trái dưa leo mà. Ok. Bây giờ em sẽ chỉ anh một cái mẹo đuổi kiến dưới đất, cái cối với cái chày. Dưa chuột anh bỏ vô anh giả. Dạ hả? Ừ. Được không? Ừ. Giả nát ra. Đó, các bạn lấy dưa chuột các bạn giả nát ra nha. Đây là cái mèo đuổi kiến rất là hay mà của ông bà xưa truyền lại. Ây, mày ra khỏi nổ kiến tao đập bỏ mày luôn. Rồi nha. Tôi thấy lạ lắm á nha. Lạ gì mà lạ, tí anh thấy thực tế luôn nè. À giờ bây giờ nha,
bác anh thấy rõ ràng đây là cái đường kiến đi đúng không? Đây đây là cái đường kiến đi nè, đây 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 đây. Cái ổ này. Ở đây. Bây giờ nha, anh lấy cái muỗng anh múc anh đổ vô cái ổ khúc này. Coi chừng nó bò lên cái trên này bắt đầu nó chui vô con quái vật của ông nó cắn là ông liệu hồn đó nha. Quái vật em ghê lắm. Rồi ok, đây là tổ kiến nha bạn, đây xác nhận đều kiến nha. Rồi anh múc vô. Quá trời tổ luôn, làm từ đây này. Ừ, anh múc vô đi, anh thấy đấy. Đổ vô hả? Múc đổ vô. Đấy. Ồ là. Đó, múc đổ vô. Hình như nó sâu lắm. Sâu thì đổ nhiệt tình xíu. Trời ơi, đổ nó nhiều lúc nhiêu mà. Ừ. Hình như nó chết là sao không mày? Chết đâu, chết đâu. Rồi, đó, anh thích cái lỗ này, lỗ này lỗ quan trọng nè. Lỗ này không quan trọng. Có nhiều lỗ quan trọng và lỗ không quan trọng. Đó, anh ta cho cái đường đó đi. Cái gì vậy? Cứ đại đi. Rồi. Hình như trên mày có ổ nữa nè. Rồi, đổ nó vô, nhét vô. Nước đang còn nhiều mà. Anh đã tiếp đường này rồi, đại vô. Rồi bắt đầu nha, bây giờ các bạn bắt đầu chờ quan sát nè. Anh mở. Dịnh mở, rồi. Cái gì? Làm gì kệ người ta? Tôi nói ông chỉ tôi cách đuổi kiến nha, chứ không phải là tôi đi ông đi làm bù phép gì nha. Rồi ok. Ông rải cô hồn ấy. Cô cái đời đó, cái mèo, bây giờ nha. Ủa mà sao kỳ vậy? Cái gì? Mình đổ nước vô là kiến nó ùa lên với ta, nó trào lên với ta. Mà sao không thấy con nào trào lên vậy? Cho tiền nó không dám trào lên nữa. Ây, mày ra khỏi lỗ kiến tao tập bò mày luôn. Chú nổ chúng mày á, con kiến mà neo cành đa, neo phải cành cụt mà neo ra neo vào. Văn hóa dơ mày đến nơi đây, đánh cho mày coi như tóc mạ mày lên. Chứ tao lại sợ mày đấy mà đi kiện mẹ mày. Tại vì nó kỳ. Chú. Em, anh cứ để đây cho em, nãy giờ nó không bò lên đúng không? Nha, cái đường đi bây giờ của nó cũng không còn đúng không? Sao kỳ vậy? Anh thấy đường đi không? Đường đi. Nãy đang gì con ra bắt mấy con hả? Nó đang bỏ đi từ từ á. Thấy chưa? Anh để từ chiều hoặc nay mai là sẽ không còn con kiến nào nó ở đây nữa, nó sẽ bỏ đi. 100% luôn. Hay luôn. Không giỏi vậy. Phải nói. Hàng chi? Cái gì? Tôi lên trên con Facebook á. Sao? Tôi vô con Facebook ông á. Ừ. Thì người ta gọi ông là thánh ở quên gì gọi là thánh mẹo không vậy? Có không? Có. Sao không biết ta? Mà không biết làm gì mất công mạnh quá. Ờ rồi, nhưng mà anh cứ để đây khúc này khoảng là nay mai là bỏ đi, nó không còn ở đâu. Và cái đường này sẽ không còn còn ở còn đi ở đâu. Đảm bảo cho nó sao bỏ đi. Đây là cái mẹo giúp anh đuổi kiến rất là hiệu quả. Ủa vậy chứ cái ông kia ông chỉ tôi cái cách mẹo khoanh vùng kiến này sao? Bằng đường cày á. Chắc ông có phim hình nhiều á. Hay vậy ta? Ừ. Không mà không nhận ông hay thiệt nha. Đây là một cái mẹo đuổi kiến rất là hiệu quả. Các bạn cứ làm thử đi, tôi tin chắc khoảng từ 2-3 ngày là nó sẽ bỏ đi. Hay là nãy do cái mẹo của tôi ta. Chắc do cái mẹo đuổi nến của anh á. Không phải vậy á.